Vâng, hello, chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của em ngày hôm nay. Và ngày hôm nay em lại tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến vụ án của dì ghẻ Trang Thái đã bạo hành Vân An. Thì ở video ngày hôm qua em đã phân tích rất nhiều nội dung, mà cũng có phân tích một nội dung là sẽ gây sự tranh cãi. Bởi vì mỗi người có một suy nghĩ, mỗi người có một quan điểm thì sẽ có suy nghĩ khác nhau. Thì hôm nay em tiếp tục phân tích về vấn đề này, là gia đình của Vân An ấy, là mẹ ruột của Vân An ấy, cũng như bác ruột ấy, thì làm như thế nào để thể hiện cái tình yêu thương con. Và trước khi cập nhật cái thông tin này thì em cũng nói với tất cả mọi người là em không có ý định công kích về gia đình, và em chỉ muốn đòi lại công bằng cho Vân An và đứng về những người yếu thế và giúp bảo vệ những đứa trẻ sau này sẽ không bị bạo hành nữa. Và cũng lấy cái vụ của Vân An ra để chúng ta sẽ thấy được rằng là sẽ có thể nào xử nặng nhất để răn đe cho những đối tượng sau này có ý định bạo hành trẻ em, thì sẽ nhìn vào đó để làm gương, mà sẽ không có một ai mà bị bạo hành như Vân An nữa. Thông tin tiếp theo của ngày hôm nay đó chính là hiện nay rất nhiều người ủng hộ quan điểm của gia đình là im lặng là sự ủng hộ, im lặng là yêu thương Vân An. Thì có nhất thiết là yêu thương Vân An là phải gào thét, phải gào khóc và phải kêu gọi trên mạng hay không? Và yêu thương là như thế nào? Thì ở trong video ngày hôm nay em sẽ có chia sẻ. Đầu tiên về quan điểm, ở đây là có nhiều người nói là không nhất thiết yêu thương Vân An là phải gào thét trên mạng xã hội, không nhất thiết là phải đăng thông tin lên mạng xã hội, mà yêu thương là yêu thương trong lòng. Thì em cũng nói với tất cả mọi người là mỗi người thể hiện một cái quan điểm khác nhau. Theo suy nghĩ của mọi người là ủng hộ quan điểm của gia đình. Vậy thì em hỏi mọi người là bây giờ mọi người đang ủng hộ cái gì? Mọi người đang ủng hộ là lên án và ủng hộ để thay đổi tội danh của Thái. Vậy gia đình sẽ làm được gì? Gia đình sẽ làm được những thứ mà người ta không làm được. Đó chính là sẽ tăng thêm cái mức tương tác trên cộng đồng. Có nghĩa là hiện tại gia đình có thể làm là cũng có thể đó là lên án hay là công bố một số những cái hình ảnh. Bởi vì chúng ta đã biết là trong một vụ án này là hiện tại không ai có thể nói là tác động được ở đây. Bởi vì là chúng ta hiện tại vẫn phải chờ cơ quan chức năng mà. Có rất nhiều quý vị khán giả có nói với em rằng là gia đình im lặng như vậy là đúng. Vậy thì em hỏi mọi người, thế thì cái sự lên tiếng của cộng đồng mạng ấy là sai hay sao? Đúng quý vị, bởi vì gia đình thì có nghĩa là trong một vụ án này á, thì gia đình theo mọi người là không lên tiếng, bởi vì được bảo vệ và tránh thị phi. Vậy thì em hỏi mọi người, thị phi ở đâu? Em đang mong muốn ấy là một cái sự gọi là ủng hộ nó sẽ thực thể hiện bằng cả ở trong lẫn ngoài. Có nghĩa là biết là yêu thương không còn phải gào khóc, phải gào thét, bây giờ còn khóc cái gì nữa quý vị? Vì nỗi đau đã đau rồi và sự việc thì đã xảy ra rồi. Chúng ta muốn ấy bây giờ là những cái kẻ mà gây ra tội ác đó thì sẽ phải bị xử lý. Chúng ta đã biết rằng là bây giờ thì Thái chưa bị xử lý, thì mọi người cũng có nêu cái quan điểm là ủng hộ phải lên án mạnh mẽ cho thằng Thái bị xử lý cái mức là chung thân hoặc tử hình. Như vậy mà người nhà không lên tiếng thì làm được gì? Em nói với tất cả mọi người là em không bao giờ gọi là hùa theo một phe phái nào. Em có một quan điểm riêng của mình. Bởi vì là không phải là gia đình hiện tại im lặng ấy, là một cái gì điều gì đó tốt đâu. Tại sao á, chúng ta phải nói rằng là nhiều người nói là em đi công kích vào gia đình của Vân An. Làm gì công kích, làm gì quý vị? Công kích để được gì? Công kích để được gì? Em đâu phải là người thân gia đình của Thái làm công kích. Quý vị thấy từ đầu là hàng một năm nay em đăng tất cả các thông tin đều là để bảo vệ cho Vân An. Nhưng mà tại sao bây giờ em lại phải nói là nói đến gia đình? Bởi vì gia đình đã làm một điều là không cho công bố hình ảnh. Thì em nói với tất cả mọi người là cái hình ảnh đó thực ra là nó cũng chả có thể nào là làm thay đổi tính chất của vụ án. Nhưng ít ra nó làm tăng cái sự kích động từ cộng đồng. Bởi vì gia đình đang nhờ cộng đồng lên án mạnh mẽ cái vụ án này. Và em đang phân tích một điều là nếu như mà Thái bị mức án 8 năm, không biết là gia đình có vui không quý vị. Mà hiện nay có nhiều người đồn thổi là gia đình của chị Hạnh ấy là biết cái vấn đề là Thái tù 8 năm là cái mức kịch khung ấy, nên là không muốn công khai hình ảnh để cho Thái sẽ mau trở về đoàn tụ với gia đình. Quý vị thử nghĩ xem cái thông tin này như thế nào. Họ đồn thổi là bây giờ gia đình của chị Hạnh ấy, mẹ của Vân An ấy, là vẫn còn nuôi một đứa em, mà em đó thì em của Lâm An thì còn rất là nhỏ tuổi. Thì gia đình có biết được cái vấn đề là Thái kịch khung ấy là chỉ ở cái mức là từ 7 đến 8 năm tù thôi. Còn nếu như mà có tiền và có cải tạo tốt hay là có cái gì đó ABC thì sẽ được giảm cái mức án còn 5-6 năm tù thôi. Thì sau thời gian đó thì Thái sẽ quay về
tiếp tục cùng mối quan hệ với gia đình. Thì đây là một cái thông tin cũng cũng đúng mà cũng sai. Đúng góc độ là người ta nghĩ như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì gia đình là không có mạnh mẽ, gia đình không có quyết liệt thì người ta có quyền chứ, đúng không? Không thể bắt người ta nghĩ được suy nghĩ của mình. Biết là thông tin này không đúng nhưng mà người ta có quyền nói, thì chúng ta vẫn có quyền để lên tiếng cơ mà. Gia đình em nói bây giờ là gia đình không mạnh mẽ. Bởi vì cái đấu tranh ở đây, tại sao luật sư Thơm ấy lại phải chia sẻ những bài viết? Tại sao luật sư lại phải là luật sư là rất là bức xúc? Và sau đó, sau cái phiên tòa sơ thẩm đó thì luật sư đã không chia sẻ nữa. Thì có thể thấy rằng là một cái ý kiến của gia đình thì chúng ta là phải tôn trọng. Nhưng mà em chỉ lên án một cái là tại sao mà chúng ta hiện tại là cái kẻ thù ác kia vẫn chưa bị xử lý, mà chúng ta đã gọi là quá mềm yếu như vậy. Em phải nói rằng là em mong muốn ấy, ha, em cái việc xảy ra rồi thì em sẽ không nói nữa. Và em mong muốn ấy là cái phiên tòa tiếp theo này, chị Hạnh ấy sẽ phải hiên ngang và mạnh mẽ lên, và không được yếu đuối, khóc thút thít, đi không nổi. Như vậy để làm gì? Như vậy là yêu con hả quý vị? Một cái như vậy thì mọi người lại bảo là thương chị Hạnh, rồi là đấy là vì chị yêu con quá. Ồ, yêu con tại sao lại không đấu tranh cho con? Đấu tranh là gì? Đấu tranh là ở đây là mình có thể dùng tất cả mọi cách, không vi phạm pháp luật, không vi phạm về tính cách, về tư cách, về đạo đức, đúng không? Chúng ta lên án ở đây bằng cách là chúng ta sẽ cho cộng đồng mạng thấy được cái mặt trái và cái mặt phải. Chúng ta chỉ nhìn thấy một cái mặt tốt đẹp thôi, đúng không? Cho chia sẻ cái mặt tốt đẹp, còn cái mặt xấu thì giấu đi. Em hỏi mọi người là cái bao biện của chị Hạnh ấy, nói là sợ em trai của Lâm An ấy, anh trai của Vân An ấy sẽ nhìn thấy những cái hình ảnh đau đớn của con, của chị mình mà day dứt. Thì em hỏi cái day dứt nào bằng cái day dứt mà cái người tra tấn chính con mình mà không bị xử lý không? Cái đó mới là nỗi đau. Còn con còn quá nhỏ thì làm gì biết gì. Em có chia sẻ với tất cả mọi người ở video trước rồi, em của Vân An là Lâm An mới có mấy tuổi, làm gì có biết được cái gì. Gia đình không nói thì không biết. Nhưng mà ở đây là có một cái sự yếu đuối là gia đình lại nghĩ quá xa. Nghĩ quá xa như vậy thì làm dễ làm cho người ta hiểu lầm. Người ta sẽ nghĩ là chắc là gia đình của nhà này thì cũng muốn tha cho Hoàng Thái. Chứ còn tình cảm thì đấy là người ta nghĩ như vậy thôi, không sai quý vị. Em muốn nói ở đây là gia đình phải mạnh mẽ, phải làm những cái việc mà gia đình có thể. Tại sao hàng biết bao nhiêu vụ án, quý vị thấy cái vụ đóng đinh ở ngoài Hà Nội không? Đó, bị tử hình đó. Rồi cái người mà gọi là gia đình ấy, cầm cái di ảnh đi hiên ngang như vậy, và có thể nói là họ không có bị nhục chí, họ không có sợ một cái gì cả. Như vậy thì nó là một cái đấu tranh chúng ta nhìn thấy được. Còn cái vụ án của Vân An này thì đi không được, đứng không xong, ngồi không được, rồi là phải có người đỡ. Thì em nói với tất cả mọi người là trong một cái vụ án em rất là bức xúc, bởi vì là gia đình không có lên án, đúng không? Bởi vì gia đình không có lên án thì làm sao chúng ta có thể nói ủng hộ được? Bây giờ quý vị thử nghĩ xem đi, hàng ngàn người trong vụ án này á là đứng lên ủng hộ cho Vân An, nhưng mà chỉ cần có gia đình không lên tiếng, gia đình lại có như là gia đình lại cấm cản, thì làm cho chúng ta cảm thấy rất là buồn. Cũng có rất nhiều người tấn công vào gia đình, như em cũng nói với tất cả mọi người rồi. Cái mục đích cuối cùng của em ấy là ủng hộ cho Vân An, chứ không phải em không kích gia đình. Nhưng mà do em bức xúc quá em mới nói thôi. Bởi vì em nói để nó nói cái suy nghĩ của mình. Nhiều người là lên chia sẻ cứ nói là chị Hạnh phải làm như vậy là đúng, gia đình chị Hạnh tránh thị phi. Thị phi cái gì? Em hỏi thị phi cái gì? Tránh cái gì? Em thấy một cái bài viết trên mạng xã hội chia sẻ là gia đình chị Hạnh là tránh cái thị phi, nên là muốn tránh cái dư luận, tránh cái thông tin truyền thông. Đây không phải là tránh, mà đấy là sợ hãi. Đấy là sự sợ hãi, không phải là tránh. Tránh cái gì quý vị? Con mình đã mất rồi mà tránh cái gì nữa? Thị phi chỗ nào? Đúng không? Con mình chết rồi, bị tra tấn, bị bạo hành, cái kẻ ác độc ấy thì chưa bị xử lý, thì gia đình đòi tránh thị phi. Thị phi cái gì quý vị? Gia đình mình như thế nào thì mình cứ như vậy đi. Gia đình mình ấy cũng, dù có khó khăn nhưng mà cũng chưa có xin ai, đúng không? Không có xin ai. Bởi vì đấy là một cái gì đó gọi là mình vẫn gọi là giữ được cái bản lãnh của mình chứ. Tại sao mà gọi là con mình thì đã mất rồi, bị bạo hành, bị tra tấn, mà cái kẻ gây ra thì chưa bị xử lý, mà bây giờ đòi đi tránh thị phi, tránh cái sự ồn ào của dư luận. Ủa, cái sự ồn ào của dư luận đó, nó chính là để đòi lại sự công bằng cho con mình ấy. Em nói với tất cả mọi người nhé, bây giờ gia đình có một cái chia sẻ mà em thấy mọi người ủng hộ ấy, là im lặng như vậy là để tránh cái sự thị phi, tránh cái ồn ào của dư luận, và tránh cái sự mổ xẻ. Và người ta có chia sẻ là nếu như mà yêu con nhất định có phải lên trên mạng hay không, thì em nói với tất cả mọi người, nếu như không lên trên mạng ấy, thì đã không cầu cứu mạng xã hội, không lập ra các hội nhóm, và không có cái gọi là chia sẻ trên đó làm gì. Bởi vì nhờ có cái mạng xã hội này ấy, thì luật sư anh Thơm thì mọi người mới gọi là ủng hộ như vậy. Còn nếu như không có xã hội này, mạng xã hội này ấy, thì luật sư anh Thơm cũng có thể cũng chưa biết, và mọi người cũng không ủng hộ như vậy đâu. Và mọi người ủng hộ như vậy thì có lợi hay có hại quý vị? Ủng hộ như vậy là có lợi cho gia đình, bởi vì là cả xã hội lên tiếng thì gia đình ấy thì mới đặt cái niềm tin vào đây là cái án điểm. Thì nếu như một ngày nào đó
mà tất cả mọi người không ủng hộ nữa, thì quý vị thử nghĩ xem, gia đình bắt đầu lại kêu, lại bảo là cái vụ này không nhờ cộng đồng rồi, mọi người không lên án để bảo vệ cho những đứa trẻ sau này. Ủa gia đình, cái vụ này cả xã hội lên án rồi, nhưng mà gia đình làm được một điều nhưng mà lại không làm. Em đang thắc mắc một điều là em vẫn biết là gia đình rất đau đớn. Em chỉ thiết tha mong là cho công bố video, công bố hình ảnh. Video thì em không cần, bởi vì video thì nó mang tính chất cộng đồng và nó gì đó nó rất là ghê rợn. Bởi vì là theo chia sẻ thì trong video đó thì các luật sư xem còn phải khóc cơ mà. Những cái người có cái đầu lạnh, đúng không? Có trái tim nóng, có đầu lạnh, họ vẫn phải khóc. Thì chúng ta chỉ là những người dân, chúng ta là những người dân bình thường, không có biết luật pháp quá nhiều, mà chúng ta cũng chưa được tiếp cận với những cái vụ án kinh khủng như vậy, mà chúng ta cảm thấy rằng là cũng không gọi là xem những cái đó nó sẽ ảnh hưởng về tâm lý. Còn những cái hình ảnh ấy thì anh nghĩ là sẽ được cắt ra từ trong video đó. Nó sẽ đánh giá một cái tính chất gọi là cho chúng ta thấy được cái sự man dợ của Thái và Trang. Như vậy mà gia đình lại không cho công bố, thì em cảm thấy rằng là vẫn lên án, em sẽ lên án đến khi nào mà cái vụ án này là được xét xử thì thôi. Bởi vì là cái hình ảnh của vụ án này nó rất là quan trọng. Có nhiều người nói với em rằng là cái hình ảnh đó nó chả giải quyết được gì. Cái hình ảnh đó nó có làm cho phiên tòa thay đổi được không? Cái hình ảnh đó nó có giúp cho Thái tử hình hay không? Thì chúng ta đâu có biết kết quả đâu. Nếu biết kết quả thì chúng ta đã không phải mời luật sư. Biết kết quả thì đâu cần tòa án, họ sẽ xét xử đó làm gì. Nhưng chúng ta làm được cái gì đó chúng ta hãy làm, đúng không? Ngay cả cái việc mọi người thử nghĩ xem, cái video đăng lên trên mạng chỉ nói thôi, nó cũng góp phần, nó góp phần tạo cho cái sự lên án của cộng đồng, chứ huống chi là hình ảnh, đúng không? Chúng ta làm được gì chúng ta làm chứ. Em thì em nói với tất cả quý vị, em nhắc lại là em không có công kích, không công kích gia đình, nhưng mà em cũng vẫn muốn gia đình chúng ta hãy mạnh mẽ lên. Ngay cả từ gia đình là phải có một cái truyền thông riêng. Ví dụ em nói với tất cả mọi người nhé, tại sao ấy là từ cái phiên tòa sơ thẩm đến nay á, cái vụ án này bị mờ nhạt đi, nó một phần ấy là nó đến từ cái việc là điều tra của Thái và Trang là có lời khai khác nhau, nhưng một phần lớn ấy là do gia đình không cho công bố hình ảnh. Quý vị thử nghĩ xem đi, bây giờ mỗi ngày luật sư anh Thơm ấy chỉ cần một tuần thôi chia sẻ cái hình ảnh thôi, thì chúng ta sẽ biết được à, Thái nó ác độc lắm. Thì biết là không thể thay được cái suy nghĩ của tòa án, nhưng một phần nào đó cho cả xã hội này biết được cái sự độc ác của Thái. Chứ chúng ta chỉ có, em thấy gia đình ấy bảo là hãy chia sẻ những hình ảnh đẹp của con. Chia sẻ để làm gì? Cái mục đích của cái việc chia sẻ hình ảnh đẹp của con để làm gì? Để cho mọi người lên án hành động của Thái. Nhưng mà hình ảnh của con cười nói thì chia sẻ làm cái gì? Con đã mất rồi thì để cho con yên nghỉ đi. Chúng ta chia sẻ là chia sẻ những cái nỗi đau mà để cho những kẻ thú ác kia phải bị xử lý. Em nói với tất cả quý vị nhé, nếu như một ngày nào đó mà vụ án này đã kết thúc rồi mà còn chia sẻ thì chúng ta mới nói. Còn bây giờ quý vị tự ý xem đi, em nói với tất cả mọi người nhé, khi mà tòa tuyên án xong một cái, sau 10 ngày không còn ai biết đến Thái Trang đã xử lý như thế nào rồi, rồi tòa đã như thế nào, rồi bọn chúng sẽ ra sao, không ai quan tâm đâu. Mọi người đừng có ảo tưởng, không phải là một vụ án theo ra suốt cuộc đời đâu. Dù nó có ác độc đến đâu thì thời gian nó cũng phai nhòa. Quý vị có thể hiểu được rằng là nó có độc ác đến mấy, cái sự căm thù đó, cái sự hận thù đó nó chỉ đến trong một thời điểm tất thời thôi. Rồi 5 năm, 10 năm, 1 năm, 2 năm rồi nó cũng phai nhòa. Nó không còn cái sự thù hận như lúc đầu nữa, đúng không? Nên là em nói với tất cả mọi người, ngay cái thời điểm này chúng ta làm được gì chúng ta hãy làm đi. Còn đừng để khi mà Thái nó bị xử có 5 năm, lúc đấy bắt đầu kêu, thì lúc đó sẽ không ai còn ủng hộ nữa đâu quý vị. Khán giả sẽ quay lưng. Em nói ngay bây giờ thôi, tại sao cái vụ án này nó đi vào bế tắc, kết thúc và nó im lìm như vậy? Bởi vì gia đình có lên án đâu, đúng không? Gia đình không cần nói gì cả. Gia đình chỉ cần cho công khai những hình ảnh mà luật sư có thể trong tầm kiểm soát. Có nghĩa là luật sư họ có thể chia sẻ và họ có thể giúp đỡ. Bởi vì càng nhiều cái phân tích, càng nhiều cái video, càng nhiều những cái hình ảnh được phân tích, được bóc tách thì cái vụ án này càng được xét xử nhanh hơn. Bởi vì cái sức ảnh hưởng cộng đồng của nó rất là lớn. Luật sư Thơm có nói rồi là sự ủng hộ của cộng đồng mạng ấy, nó không mang một cái tính chất thay đổi được tính chất của vụ án, nhưng mà luật sư sẽ tham khảo những cái chia sẻ, những cái ý kiến đóng góp của quý vị khán giả để mang vào trong đó để truyền tải nội dung. Vậy thì có nghĩa là luật sư họ vẫn tham khảo những cái lời nói từ cộng đồng mạng cơ mà, đúng không? Một người thì không làm được gì, có thể một người không thể hiểu được, nhưng mà hàng ngàn người thì sẽ có một lời nói hay. Thì em nói với tất cả mọi người là em hiện tại em vẫn rất là bức xúc. Em cũng chưa hiểu lý do vì sao gia đình lại có thể nói là im lặng một cách như vậy. Và sự im lặng này nó không hề tốt, bởi vì nó chỉ tốt khi vụ án này đã xét xử xong. Và có nhiều người ủng hộ quá nên em cũng không thể nào mà một mình em đấu tranh với tất cả mọi người được. Em cũng nói với tất cả mọi người rồi, em không có đấu tranh đánh phá vào gia đình, em chỉ phân tích những cái nội dung để ủng hộ về Vân An thôi. Còn lại việc gia đình thế nào thì em cũng không biết quý vị nhá. Em cũng không phải là vì nhận cái gì cái kia hay là công kích hay là ra em là fan của Thái, không phải quý vị. Quý vị cũng thể hiểu em từ đầu mà. Nên là em hôm nay em phân tích ở đây là cái suy nghĩ riêng của em.
Em rất mong quý vị khán giả sẽ ủng hộ và sẽ có những cái lời bình luận ở bên dưới video này. Trong video này á, thì nó sẽ có rất nhiều những cái sự phân tích, cái quan điểm khác nhau. Nên là quý vị khán giả có thể comment, là bình luận ấy, cái quan điểm của quý vị ở bên dưới video này, để em sẽ xem xét, cũng như là em sẽ xem được quý vị khán giả sẽ nghĩ gì và có suy nghĩ trùng với cái suy nghĩ của em hay không. Thì em sẽ phân tích tiếp theo ở trong video sau. Nên là rất mong mọi người sẽ ủng hộ nhé. Khi xem, quý vị khán giả có thể nói là bình luận, để lại những lời comment tích cực ủng hộ em. Bởi vì là mỗi cái bài phân tích ấy, thì nó đều mang một cái hướng là đòi lại công bằng cho Vân An. Chứ nó không phải vì bản thân em, mà công kích gia đình em chả được lợi gì. Em chỉ có đòi lại công bằng cho Vân An thôi. Ngày nào mà Thái và Trang chưa bị xử lý thì em cũng chưa thể nào dừng nội dung này được. Nên là cái em thông báo lại là cái mục đích cuối cùng là đòi lại công bằng cho Vân An, và hai kẻ ác độc kia phải bị tử hình thì em mới cảm thấy hài lòng. Và khi đó thì em sẽ không giờ nhắc đến cái vụ án này nữa quý vị ạ. Nên là rất mong mọi người sẽ ủng hộ nhé. Video này em xin phép dừng ở đây. Chào tất cả mọi người. Chào mọi người nhé.